Nhưng phải bóc vỏ thì mới ngon được. Ngon à? Nhưng mà mướp đắng. Mướp đắng mẹ lại mùi dâu nhỉ. À to mồm á. Mướp đắng. Mướp đắng cái đầu mày đã sai rồi. Mướp đắng cái đầu mày sao? 300 gì đây? Mướp đắng có sao rồi nhỉ? 300 gì đây? Mãi gỡ được lại 100 nghìn nữa. Hết thôi nào, 100 và đóng lên lần cuối. Lỗ rồi. Không thể, cho ta làm sao được. Cái này cho cắn luôn. Làm tài khoản này anh em ơi. Ngon vậy. Thì bây giờ em đoán sai cái gì đó. Đây là quả dưa chuột. Mà em đoán hết ra quả dưa chuột mẹ thì là bao su. Bao su nhớ ai có hai này. Đây. Mày làm hả? Để chị bán thuốc ấy. Chị bảo là muốn lấy có mùi thì phải mua cái loại có gai. Đây của đây là đinh chứ phải gai nữa. Thôi đi. Chê bài. Giúp bài. Nào bố đi đây. Nào Thank you.
Time.
Time has come. Thank you.
Tìm mẹ lại vãi luôn. Time has come.